Rồi chào tất cả các bạn nha. Nói chung anh em mình cũng mới giăng lưới về, tự nhiên tẩy hứng lên lên cơm gà của siêu mỏng xuống anh em mình hầm xả quất đó, vậy mới sốc chứ. Ở đây là anh em mình làm clip là vậy không á, hứng lên là quất à, chứ không có chuẩn bị gì chứ á. Tự nhiên thèm gà hầm xả rồi, dạng như cũng mới giăng lưới về đó nên cũng lay gai xương xương nguyên con xé gà chấm ớt ăn đã lắm. Thứ gì chịu nói á. À, giờ thì cũng tầm 6 giờ rồi, trời chuẩn bị sụp tối rồi, trời vẫn cũng hơi chuyển mưa. Mình nói thật với bạn luôn nè, là quên mình quay trực tiếp nè bạn tin không, tức là mình chưa có dung cũ, chưa nói siêu mẫu gì trơn á, nói lên siêu mẫu xin siêu mẫu con gà nè. Chưa nói bả gì hết á, mấy anh em mình tì hứng lên là xin nè. Thì nhà siêu mẫu cũng đang ăn cơm chảnh á. Đâu con nào coi đang họ lên mới chỉ con nào hôm đó chứ sao vậy, chưa nói sư mẫu là lên xin con gà lên con nào bà nói bà không cho không trời. Dám lắm là đủ quê luôn á. Ủa cái vỏ đục kìa, cái vỏ đục sát mé luôn. Đó trong lòng đó nói trước bả ra ông nội của bả cho con gà đó không đó, hay con gà bả đổ giống đó ông nội lấy bị bả không bả chữ chết á, gặp con lọc hút nữa. Sư mẫu ơi, sư mẫu, sư mẫu ơi, ra đây bàn chuyện lớn lao chút coi, chuyện hệ trọng coi, muốn xin sư mẫu con gà. Tại mày clip á, nói thiệt trời. Sao bác gà nào có con gà nào vậy bác? Không bắt đại đi trời. Gà trống đó là bắt gà trống của chú hai phải lên chém mày luôn à. Không, con gà nào dễ bắt nhất là được à. Con gà này dễ bắt nhất. Gà nào? À, gà đỏ này dễ bắt nhất. Con gà cho ngoại không dám không? Ai dám bợ vô không? Chém bả xương à. Dám. Ôi đang nhậu luôn bạn ơi, đại ca Hồng mình với chú Trường. Gà nào có gòi 1 ký cũng được rồi. Đó, bà sư mẫu cho đó. Lên bào luôn mấy anh em ơi. Sư mẫu cho nè. À, bạn thấy không, là mình chứng tỏ là cái clip mình không có nói trước, không có dàn dựng gì hết á. Không, lóc ơi, ủa nào, đậu hai ba con kìa. Cụ ơi, cụ ơi. Vô chuồng giúp mới được, cụ ơi. Bà không lẽ mới nói con gà này không ông Lộc? Không nói con gà này hả? Hầm xả. Trong cái chuồng này thấy vậy? Trong chuồng dễ bắt mà bà, phải ngoài mới khó. À, cái vậy? Dễ ăn gà như quỷ vậy. Ăn tao dí cho gà nút tao mở dây có tóc đó. Trời ơi, cái chuồng như là ba gạo kỹ dữ trời. Ông có cái làm cửa đâu. Đây nè, đây nè. Cái này có thằng trộm nào vô nó bắt cũng cả vấn đề luôn á. Cũng dễ bắt được gà không đó. Gà gà. Mấy con trên cây mặn bự chà bá không mà khó bắt quá, nó bay tùm lum á. Giấc tối mới dễ. Nó đậu chừng ký, ký hai gà có 1 ký vậy. Không thôi nhỏ hả? Vậy có con gà nào bự dễ bắt không? Cũng đâu có ai nhiều đâu, bà đại đúng nổi vậy chứ giờ đi rượt thì tó hù làm sao rượt. Bên kia cái vườn quan không trống nữa, bên kia vườn mối quan ở bên đó nhiều lắm mà giờ nó bay tùm lum sao bắt, giờ đề lại tối hơi lâu. Con nào chứ quậy. Bà ngoan ghê không? Chạm bà hả? Ngoan ghê không? Bởi nói gì gà sư mẫu bao la, còn dịch sim là bà ngoại là đau.
kêu mằng lẹ đi, mằng lẹ đi đó coi. Giờ bắt dính gà rồi, bây giờ mở cái lồng ra để kéo con gà ra cả vấn đề rồi. Ông cục dây kiểu ông gàn hết luôn á. Mấy anh em mình lầy lội. Rồi đại bàng tung cánh cũng gà cũng được mà, cũng ngon mà, trên đây nhậu vô tư rồi. Gà mang hèm, gà bán hèm với lá mỡ mà sao máu. Gà thì mẫu chắc thịt mà thơm mùi rượu mà không quay quên nữa chứ, nhổ miếng xả nữa chứ, công hồ bơi lên. Kệ ông ơi, cây nhà lá vườn mà ông ơi, đâu có chuẩn bị trước đâu, có gì thì dùng cái đó. Bụi xả của sư mẫu đây 2-3 bụi bào quá trời bào. Nào là cô chú rượu mình, nào là mấy anh em mình nữa. Nãy quên lấy con dao theo dễ à. Đủ chưa? Trời ơi nhanh dữ ha, tốc độ xuống đèn không? Trời ơi, chị cái củ cho mà hết. Ừ, đúng rồi, nhanh gọn lẹ. Còn thiếu gì nữa không? gà gì, gà hàm xả thì có con gà đó với cái bộ xả này là được rồi. Phải có cô gà trắng nào nữa ngon. Bây giờ đâu gà ba giờ không chạy lên tuốt chợ xe đét. Về tao hù luôn. Đi shipper đem xuống. Đi shipper xuống. Bạn nào muốn tham gia với mấy anh em không? Nói về đời ai mà độ lầy lội thì mới tham gia được nha. Không lầy lội là không có tham gia được đâu. Dạ đủ luôn. Dạ đủ luôn. Hả? Ở đây cần câu coi nè, ngự dân á, ủ con. Bên kia là tèo ba phát nữa, phái đi câu. Giờ đây đâu có củ cải đâu mày. Cái công giờ đi chợ phiêu quá rồi. Nghe đồn bữa nay là ông câu được 3 cái sủ không Tèo? Ông bào quá thứ gì chịu nổi không? Nào lưới, nào câu văn, nào là câu cá nữa. Đó là em gái của cụ cái sủ đó, thứ ba. Cụ cái sủ thì thứ hai. Món này bảo đảm bạn luôn là nhanh lẹ nhất. Phải mà đơn. Dạ mấy con lại lội ngoài đâu có chuẩn bị trước đâu, mấy con về tới đây là hứng là làm vậy đó à. Sao không có chuẩn bị mấy anh em đó, bà đâu trai lên sư mẫu rồi bàn tính ghê lắm, lên sư mẫu với sư mẫu có cho không. Dạ bên đó có con cải trắng hay đu đủ gì không? Được rồi, chơi luôn. Trời ơi, lọc nhanh hơn mình nữa trời. Nãy giờ không qua đây không biết luôn á. Đứng qua xin xỏ bà hai Tèo Ba Phát nè. Con ta tụng gà để hai câu không? Kiếm cá thấy cũng ngon à. Bữa nay nghe được 3 cái sủ rồi. Thứ gì chịu nổi vậy ông? Qua bà hai ơi. Qua bà hai ơi. Con gà 3 ký mấy lần. Hai chồng tiết kiệm lắm, sợ tốn tiền điện. Bởi vì các bè lúc nào cũng vậy, tao hù à. Có cái xuồng nhỏ nhỏ hai tuần phi à, trẻ đôi ra bơi tới bên luôn cũng tiện lắm. Mà mấy bạn nào giữ cân bằng mới tốt nha, giữ thăng bằng mới bơi được chứ không thăng bằng dễ bị lật lắm. Chứ bơi mấy xuồng bự nhiều khi bận quá, nhiều lúc nhiều người đó, có 2-3 chiếc xuồng bơi tới bơi lui hoài cũng quái. Mới thiết kế được đó, mới gài rồi. À. Mang tiếng rồi bắp bự phải không? Xin là phải xin lượng bắp bự phải không? Bắp nhỏ không chịu à? Ăn chậm mới nửa đường ngon. Lộc đang nói xấu bà gì bà hai ơi? Bà hai ơi, qua dắt chéo chém con Lộc bà hai. Dắt chéo chém con Lộc kìa. Ông nói bà có 2 cái bắp cải bà mà ông lấy bắp bự phải không? Xin phải lựa chứ mới được chứ.
mấy bắp cải này mình luộc mình hấp đồ ăn cũng ngon, cũng ngọt. Bữa đó nhớ làm cái món gì mà hấp đúng rồi, cái mì Vinh phải không? Quỷ củ cái sủ này hà tiện bắp cải cái chút xíu mà nó sắc phân, ổng sắc có phần nửa cái bắp mà không hết được cái gan là hết luôn bắp cải ra ngoài. Kìa bà hai qua kìa, bà qua đây bà coi cái bắp cải của bà kìa. Lọc nó chứ bắp cải gì đâu mà để gì đâu mà nó ú rũ, nó không tươi xanh gì hết trơn. Củ sủ thì đang làm con gà. Nhà tôi bắp cải mới hết đó phải không? Nó cụ á. Không để gì mà chưa lấy gà con gốc từ tôi ăn này là cho hồi đó. Không là đợi tủ lạnh tháng gửi nữa đó. Không rồi, tôi để tủ lạnh tháng gửi nữa đó. Bà hai bà nói giờ không cho ông bay thì vài bữa tôi luôn hư quá, tôi để cho chó ăn cũng vậy. Đúng không? Phải không? Ăn. Cá ăn chứ phải chó ăn hả? Cá ăn chứ cho chó, không có chó. Thì dục vô đó ông nội. Cá ăn. Cá ăn. Cá ăn. Cá ăn. Rồi tới mày luôn rồi đó. Giờ đầu bếp tỉ sao mình bắt đầu đập xả nè. Chuẩn bị sữa đẹp con gà. Ở đây được cái nhiều người, bởi vì mỗi người tay chân làm mau lắm. Gì cũng có. Tại ra lọc mình dạo này mắt cũng hơi mờ mờ rồi. Gì? Mắt mờ. Sao mà? Đây mà cái chân còn nổi đèn ha. Dân sông nước có khác ha. Đi ra đi vô, phải gọi. Ừ, ai vậy không lớn tuổi mắt phải mờ đấy chứ đâu phải còn thời trẻ trâu nữa đâu mà mắt sáng. Lâm, cậu uống cái gì? Trà sữa hả? Thiên chân trâu gì không? Thiên trâu đi lên xe đét mua. Bỏ điện trước tiền nữa mình sắc. Bỏ đâu đâu bỏ đâu bỏ đâu? Bỏ từ rồi. Cái nồi bắt nước nãy giờ đó hả? Thằng ơi làm mình không biết gì luôn đấy. Nào ngoài kia nào trong đây nó tự lừa luôn. Quay chóng mặt luôn. Quay chóng mặt luôn à. Bởi vậy mà mình quay phim bằng mắt mình cứ liếc ra liếc vô ra trái phải tùm lum chân. Trái phải còn là không hay. Làm còn không hay nữa đó. Bên kia thì củ có sủ đang xử đẹp con gà mái kìa, gần xong rồi. Con gà sao có thịt đen thù lù vậy ta? Gà Peru hả? Để con gà thịt đen thù lù giống như gà thì mà không phải. Cà phê ú. Dưới đây gì cà phê bo la mà. Tiền bạc không có chứ cà phê lúc nào cũng có. Cá nó bao dây. Cá nó bao dây. Phải không? Chính xác, cá nó bao dây là chính xác. Cá chịu, chịu con nó bao dây. Còn tôi thì bốn con. Bốn cá lớn. Tính luôn ông đó hả? Ừ. Nhà hai nhỏ bó tài vào hai thằng trai đứa gái ổng ba thằng trai chứ. Thằng lớn trai lớn ngưng mở đang đập đá pha phê đập đá pha là loay cho mấy người đó nhiều á. Nó nhiều bởi vì nó khang cổ với bà khăn nước chân cậu. Nó nhiều khổ nhưng mà tưởng đâu sướng lắm hả? Ủa nó nhiều có cà phê uống mà khổ gì trời. Ăn hồi đi. Ăn à, thì ra nãy giờ bà phai cho con củ con chứ không phai cho mình. Bởi vì bà hỏi có lệ tại bà biết thế nào bà hỏi mình cũng uống à. Khui hèn. Đâu mình để xả vô. Nào là tép xả, nào là xả bầm luôn. Bao thấm, bao khom luôn. Rồi, chút xíu nữa bỏ gà vô. Bỏ vậy hồi nãy củ sủ màng không chịu bỏ cái đậu gà thiệt tình không bỏ đi tao biết bỏ đậu gà bỏ đậu gà là bà chị hai bà thưa tới luật sư bà thầy luật sư bà thưa cũ luôn á. Giờ bắt đầu mình để gà vô nè, thôi gà da đen luôn, gà của đại ca Hồng luôn, có khác không? Wow, thơm xả quá đại ca Lộc ơi, dở nắp lên phút.
gà chắc thịt ghê, gà siêu mẫu luôn, có khác đó, chân gà đó. Biết sao mà gà nó đen không? Sao? Gà thích à? Tại vì ông nuôi ông bỏ ngoài nắng không, dằn nắng đen. Đúng không? Đó. Gà Peru nghe nó mắc lắm á. Giờ là chỉ chờ đợi thôi. Bởi vậy nằm giỏng đây nghía anh kia hút thuốc uống cà phê có hai câu cái chuông ghen nữa. Cuộc sống này còn gì bằng, ở đây không có tiền bạc kìa, nhưng cái là đầu óc cuộc sống nó nói gì nói nó cũng không dạng như áp lực như ở thành thị hay ở nước ngoài. Ở nước ngoài thì với mấy bạn nào ở thành thị được, công việc bây giờ mà áp lực dữ lắm. Bởi vì ở đời bởi vì cũng nói có này thì nó mất cái kia, có tiền bạc có địa vị thì mình phải cuốn theo công việc này nọ, phải áp lực. Còn ở đây thì tiền bạc không nhiều, nói chung mình đủ sống à, nhưng được cái là đầu óc nó dạng nó hơi thoải mái chút. Hai câu cũng để rồi, nãy giờ chưa thấy ghen ghen hết trơn. Giờ bắt đầu là mình nêm nếm nè. Giờ nắp khui. Khui. Công nhận xả không thì gặp chiều giờ chưa ăn cơm nữa chứ. Rồi bỏ đi. Ba cái gan với mề gà chứ. Muối. Muối vô. Rồi, ăn đều luôn. Mua hết muối luôn rồi. Bà quá mà. Đường nêm nêm cà lo à. Chở con gà lại coi. Cái thích bao tử chơi luôn hả? Chơi luôn, có gì đâu mà lo, có đâu mà sợ. Cá chín được một cá sống hả cử? Ừ, bệnh nhiều phải cử, bệnh nhiều phải cử. Ủa già gà kìa, nó có chuẩn bị lên tôi cử. Hấp dẫn quá chị hai ơi. Cử không ăn thịt gà, đi vô luộc gà xào xào mà nó không ăn làm tan được không? Cái gì? Thèm không? Lộc ổng ăn gà hả? Ông đâu có ăn gà, ông bị thiệt không? Thiệt không? Thiệt không? Ông ăn gà xíu thì bỏ cả vô. Tại vì mấy cái gan đồ mà lòng mới bỏ vô. Đúng rồi. Rồi chị Nương mà đang đâm muối ớt. Rồi gà đó mình chấm với muối ớt mới đúng bài. Mà để trái hay trái ớt thôi nhỉ bà Nương? Để có 3 trái. Thánh thằng ơi, 4 trái má ngồi xé lưỡi. Ớt qua đây cay bà cố cay. Ai không chấm, ta đừng chấm. Ta sao cay, ta đừng chấm. Rồi. Ui. Khui hèn. Thơm chưa? Nước lửa mũi chưa? Để bắp cải vô. Chặt cái gỗ này dữ à. Hả? Ngồi nó xẹp xuống mà sợ cái nồi hơi nhỏ quá. Đáng lẽ là củ cải mà không có sao dùng bắp cải thôi. Cố gắng để sao cho hết nha em Lộc. Mấy cái bắp cải này ngồi bỏ ra ăn ngon lắm à, ngọt lắm à. Chấm muối ớt khỏi chè. Chắc đợi ăn hồi cho nó xẹp xuống quá. Giờ đậy nắp lại chờ đợi tiếp thôi. Chờ đợi là phút đi. Rồi. Xử hết như đây ngủ được rồi. Xử hết như đó ngủ. Bà hai mình bả chắc rồi nè. Nhà mày đó ngủ xử hết như đó. 2 4 6 7 10 lon. Cái này giống như chơi lô tô quá ta. Giống không? Giống thiệt chứ bộ, chọi lon á. Ba nó xem cho mày không? Không. Chọi vô chúng hai ha. Giờ đầu nêm nếm là vậy là xong. Thì miếng mắm cho nó thơm. Miếng mắm này 3-40 hay 60 đây đại ca? 40 độ đạm chứ không phải 60 à. Thì miếng ớt vô. Để ớt vô.
bỏ tiêu cũng được mà nước nó hơi bị đen. Để gà vô giáp luôn cái nồi. Rồi tới mình nêm. Rồi chắc nghe bao ngọt. Gà bự quá thì mắp cải rồi vô xả rồi vô. Ok. Ôi đầu bếp tỷ sao có khác không? Một khoát một và bách khoát bách trúng liền. Rồi. Giờ dọn ra chiến đấu thôi. Giờ bắt đầu là gấp con gà ra. Bóc cấu nghi ngút. Gà này kiếm mấy gì giỡn hoài. Ăn cũng đuối đuối à. Nóng hổi vừa thôi vừa ăn. Ê, mày rọc. Mày mốt xin gà của sư mẫu nhớ lựa cái bài gà này nha. Nghe nói gà thịt đen đen, thịt màu đen này ăn ngon lắm đó đại ca. Mốt ngắm nghía cái bài gà đây. Ôi cái đằng. Ăn cái đùi. Ôi cái đằng. Thịt chắc nghịch. Gà chạy bộ qua ăn hèm có khét. Gà nói chung gà này có thấy cũng còn tơ mà. Cụ ơi, vô chiến cụ ơi. Xong rồi. Đi câu 2 rồi vô ngoại. Ngoại ngoại, vô đây nè ngoại. Chào. Bắt tiêu rồi lấy gì thấy đẩy lại rồi. Đố bạn thấy cái gì không đây? Có cái gì mới sợ á. Bởi vì bà hai này mới nhanh lắm. Bà gấp cái đầu gà để con chén mãi rồi đó. Ok, đó. Chị hai nào giờ là bà chỉ khoái ăn mấy cái đầu gà, đầu cá rồi không à. Em ở đây à. Ê, đốt vô. Đi ăn rau này mẹ cho con rau. Đi rau đi. Ủa, vậy là xong. Hấp dẫn chưa? Quá đã trận này rồi. Trận này chắc nghi hết biết đường về nữa quá. Đây là bổi. Đây là gà. Chấm với muối ớt. Thêm ít cá lòng tông chiên nữa. Khỏi chê. Rồi vô thôi cả nhà ơi. Ăn đi ngoại. Vô. Vô. Mày cả nhà nha. Chở ly rượu có không lọc đâu tốt bảnh kìa. Nội bài đâu bảnh vậy? Đường lọc đâu. Mày uống không? Mày uống không? Ngoại ngoại bữa nay chạy đèn rồi bạn ơi. Vậy hả? Wow. Mời cả nhà nha. Quá đã. Vỗ được cái bóp à. Ôi vỗ mũi đi cá bớt. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt không? Chấm miếng cải à. Ăn cái đầu đi. Đã. Sao sao? Vừa ăn không? Ăn kia vô đít kìa. Có vỗ đùi với ông. Làm không chú ăn không? Mời cả nhà nha. Mấy ớt công cụ cài bà cố luôn thiệt chứ vẫn chơi hoài. Ông bị quay dễ quá quá à.
rửa đều. Ăn quá nó đều chứ không. Ăn muốn bỏ hết rồi. Ăn cái nó phun. À nó không hồi đó nghe nói gì đó, ăn giòn phải ăn hai cái. Ăn hai cái là anh khi anh còn đi học là anh ăn hai cái. Hai cái nó không. Luôn tay. Để sao luôn á. Ăn giò ra mưa bị cung. Tập bảy. Để ra mưa bị cung đó. Ăn một giò là bè bè té, ăn hai giò không té. Mẹ nó lo không à. Cho gà ra mưa thì cũng đó. Nó đúng là con gà này gọi là gì? Bigu. Bigu vậy hả? Trời ơi, Bigu nãy không biết Bigu, Bigu rồi đem vô cho hợp lý. Bigu. Không, con gà này nó bự lắm nha, tại ở ngoài ngoại của nó có mặn thử rồi, có lại mặn rồi cũng bụng. À chứ mấy con kia bự là không thôi. Con có da đen này nè. Cái này da không đen không? Mày rồi đó thì đám cướp bự. Gà nó đen, kêu đen luôn. Dạ. Nó ngoài chừa con gà lại. Dạ. Nó đem tủ cất lại, nó gà thì đen, nó cải cho nhìn luôn. Lấy cái kia đi. Gà là mua con gà ác mà ác máy, mấy con ác máy bán á. Gà ác mà gà máy á, bán 101 con á. Ừ. Là mua hai con thì làm gà ác làm lẩu ớt thiệt. Cái đó gà lai á. Bà Phương bà Phương luôn, bà cũng có bán gà ác ngon lắm, 101 ngàn cái. Nhiều không? Rồi. Ừ. Mà thấy ớt để như vậy thấy nó không cay. Nó chỉ thơm, chứ nó hơi nặng nặng chút xíu à. Hồi đó thì nó ăn ngon thiệt nhưng mà nó không cay. Để một đống ớt nữa không cay. Ủa, thêm một quai không? 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 Thêm một quai gà không ở tiệm ăn thịt nó ngon giòn. Nè vô cái đi, không giúp luôn. Phải như bắp cải này, đại lộ. Ok. Đây tôi để bắp từ đó. Con bắp chiên gốc cửa nữa, bắp chiên gốc từ à? Chú lấy hết không lấy trưởng gốc tư lên cho mình à? Đậu chứ, đậu chứ. Đậu lại thì gà không có rồi, chữ gì sao? Nguyên bắp mà láng nấu, nấu ấu lẻ thôi, nấu hết gốc tư gần hết á. Ừ. Thở ăn kiến chết rồi. Ngoài bắp rồi. Mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Cảm giác mỗi lần mà ở trên bè lai gai đã lắm, mát mẻ. Ở trong tiệm lúc nào cũng vậy, không khí mát mẻ lai gai không biết đường về. À, chào bạn nha.